Fahrenheit Indigo Prophecy mang người chơi tới New York năm 2009 giữa những con phố ngập tuyết phủ và cái lạnh thấu xương. Nhập vai vào Lucas Kane, người chơi bỗng thấy mình mất kiểm soát và vô thức đâm chết một người đàn ông xa lạ trong nhà hàng. Chẳng may lưu lại trí nhớ tội ác mình vạm phải, Lucas bắt đầu chứng kiến cuộc đời mình mãi mãi đổi thay. Từ bị cảnh sát truy đuổi, ảo ảnh quái vật theo chân, người yêu cũ bị bắt cóc, cho tới việc bất ngờ nắm giữ khả năng siêu nhiên. Thế giới mà Lucas hay biết bỗng đổ sập trước mắt, và chỉ có bạn mới có thể giúp người đàn ông vô tội này thoát khỏi nghịch cảnh và giải đáp vô vàn bí ẩn ám ảnh Indigo Prophecy. Phong cách lối chơi của Indigo Prophecy tương tự như một bộ phim tương tác. Ở đó, người chơi như được thưởng thức một tác phẩm điện ảnh thực thụ. Chỉ có điều, game sẽ yêu cầu chúng ta phải nhanh nhạy thực hiện vô vàn động tác, vừa kịp thời, vừa chính xác để đưa nhân vật tới cuối của hành trình. Tuy nhiên, người chơi không chỉ để tâm tới những cử động thân thể mà còn là biểu lộ cảm xúc qua lời nói, gương mặt. Từ đây, hệ thống hội thoại của game bắt đầu đưa đẩy người chơi tới những tình tiết cốt truyện cũng như nội dung sâu sắc, nhiều tầng lớp của mình. Một trong những tình huống tiêu biểu là việc Lucas bị thẩm vấn bởi cảnh sát, đòi hỏi game thủ phải hành xử và trả lời làm sao để cho từng câu nói thể hiện độ tin cậy nhất định. Indigo Prophecy với giá trị lối chơi vượt tầm cùng cốt truyện thuộc hàng nhất nhì làng game hẳn sẽ trở thành một cú hích cực lớn đối với cộng đồng với việc chào dân trên nền tảng mobile. Để cập nhật thêm những thông tin mới nhất về làng game mobile trong nước và quốc tế, các bạn có thể theo dõi tại website fanpage của gamehub.vn. Giờ thì tạm biệt và hẹn gặp lại!